Khi mà cả hai quyết định yêu xa, đó cũng chính là lúc những thử thách bắt đầu. Với câu đầu tiên, chúng ta có một cụm từ là từ yêu xa. Đây cũng chính là cái chủ đề của bài ngày hôm nay. Thì yêu xa trong tiếng Nhật, mình sẽ dùng một từ hơi dài một xíu, đó là Enkyuriden này nhá. Thì với câu là khi mà cả hai đã quyết định yêu xa, các bạn hoàn toàn có thể kiểu như là dịch kiểu goodbye good luôn mọi người, là Enkyuriden này wo suru to kimeta ijou wa, một khi mà đã quyết định là sẽ yêu xa, đúng không? Thì đằng sau này, những thử thách bắt đầu, mình có dịch là iroiro na konnan ga hajimaru desu ne. Có dịch như vậy không nhỉ? Không mọi người, bởi vì nếu mà trong câu là ijou wa thì đằng sau cái về nó sẽ phải thường đi với kiểu như là shikata ga nai hay là gì nhỉ, shinakereba naranai. Thì các bạn có thể biến tông cái về sau thành là dou shitemo iroiro na konnan ga aru koto wa shikata ga nai yo ne. Thì cả một câu như vậy. Thế nhưng mà nếu mà với những cái dạng bài mà kiểu tâm sự như này á, thì các bạn cũng có thể biến tấu một chút để câu văn nó kiểu tự nhiên với tiếng Nhật hơn, và cũng kiểu hơi gọi là tâm sự một chút, thì các bạn có thể nói ngắn gọn là Enkyuriden nai te iroiro na konnan ga machi ukete iru yo ne. Chúng ta có từ là machi ukeru, có nghĩa là gì nhỉ? Đang chờ đó, đang chờ ở chúng ta phía trước ấy. Thì mình có thể hiểu câu đấy là gì nhỉ? Yêu xa thì làm sao ạ? Thì sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn, thử thách chờ đợi mình ở phía trước. Đó nhá. Thì nói như vậy thì tiếng Nhật nó sẽ kiểu tự nhiên hơn, đúng không? Một tình yêu mà khi anh nhớ em, nhưng anh chỉ có thể nhìn em qua màn hình điện thoại. Rồi, bắt đầu từ câu sau sẽ khá là dễ này. Một tình yêu mà khi anh nhớ em, nhưng anh chỉ có thể nhìn em qua màn hình điện thoại. Các bạn thấy là từ những cái chỗ này bắt đầu nói ra những cái liệt kê ra những cái cung nan, những cái thử thách, những cái khó khăn đấy là gì, đúng không? Thì câu này mình dịch ngắn gọn thôi. Kimi ni aitaku natemo, dù là anh có muốn gặp em đi chăng nữa, thì keitai no gamen de shika aenai shi, shika nai là chỉ có thể thế nào đó, đúng không? Keitai no gamen de shika aenai shi. Còn em thì cần một cái nắm tay, một cái ôm ấm áp từ anh. Tiếp theo trong câu này thì đây sẽ là một câu mà thể hiện rất là rõ cái sự khác nhau giữa văn phong tiếng Nhật và tiếng Việt mọi người ạ. Trong tiếng Việt thì chúng ta thấy là đều dùng cái dạng là dạng danh từ, đúng không? Còn em thì cần một cái nắm tay hay một cái ôm ấm áp từ anh. Tuy nhiên khi chuyển sang tiếng Nhật mình sẽ phải sử dụng hết sang dạng động từ mọi người nhé. Động từ thứ nhất nắm tay là theo tsunagu nhá. Và tiếp theo là ôm. Ôm chúng ta có động từ là dakishimeru. Thì cái từ này nó sẽ không có cái dạng danh từ của nó là dakishimeri. Tuy nhiên trong tiếng Nhật thì sẽ có một cái danh từ là danh từ ôm mọi người, từ hoyo. Nhưng mà cái từ này nếu mà dùng ấy thì sẽ cảm giác cái câu nói của chúng ta như kiểu là từ thời minh trị mọi người, meiji đại cuối. Thế nên là chúng ta sẽ dùng sang dạng động từ của nó là gì nhỉ? Dakishimeru nhá. Thế thì vào chuyển thành cái câu văn mình sẽ có thể chuyển thành là gì nhỉ? Kimi ga boku to te o tsunaide dakishimete nukumori o tashikametakute mo. Các bạn thấy cái về sau này nhỉ? Nukumori o tashikameru desu ne, là muốn xác nhận, đúng không? Muốn xác nhận cái hơi ấm của anh, đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ nói lại cả câu nhá. Đó là gì nhỉ? Kimi ga boku to te o tsunaide dakishimete nukumori o tashikametakute mo. Nhưng chỉ có thể làm điều đó cho tới ngày cả hai gặp nhau. Nhưng chỉ có thể làm được cái điều đó cho tới ngày cả hai gặp nhau, đúng không? Sore wa boku tachi ga tsugi ni aou hi made matanai to ikenai. Tuy nhiên thì cái điều đó chúng ta sẽ phải đợi cho đến lần gặp tiếp theo của chúng mình. Được chưa nào? Đó là những cái khó khăn thử thách khi mà phải yêu xa, đúng không? Và có rất nhiều điều chúng ta chưa thể làm cùng nhau. Rồi, những câu sau thì khá là dễ này. Và có rất là nhiều điều chúng ta chưa thể làm cùng nhau, đúng không? Mada issho ni dekinai koto ga takusan aru kedo. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chúng ta đã rất trân trọng nhau, thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chúng ta đã trân trọng và thấu hiểu cho nhau. Thì cái từ trân trọng ấy các bạn có thể dùng rất là nhiều từ, đúng không? Thay xếp từ ni suru cũng được này, mình coi trọng người khác, đúng không? Nhưng mà trong cái bài này, theo cái mạch văn này, mình dùng một cái từ là từ soncho suru. Otagai o soncho shite rikai shi atte. Cái từ rikai shi au là gì nhỉ? Thấu hiểu cho nhau. Và đã cố gắng đi cùng nhau tới ngày hôm nay. Và đã cố gắng đi cùng nhau đến ngày hôm nay. Kyou made issho ni ganbatte kita ne. Đây giống như là một lời của một anh người yêu với các cô người yêu, đúng không? Thì mình sẽ thêm ne vào cuối cùng nhá. Kyou made issho ni ganbatte kita ne. Đôi khi chỉ cần một tiếng thở dài là đã biết ngày hôm nay đối phương áp lực như thế nào. Đôi khi, doki doki. Cái
cái cụm từ là thở ra chúng ta có từ là tameiki. Chimi no tameiki hitotsu dake demo, chỉ là một tiếng, chỉ với một tiếng thở dài của em thôi là đã biết đối phương ngày hôm nay gặp áp lực như thế nào đúng không? Thì chúng ta có từ là từ áp lực ấy, pressure, nhưng mà nếu mà cho cái từ này vào trong cái mạch văn này thì nó không được gọi là gì nhỉ, không được ổn lắm đâu mọi người ạ. Thực ra với cái kiểu dòng, những cái dòng tâm sự như này sang văn phong tiếng Nhật, chúng ta cứ nói những cái từ rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi thì nó câu thì cái mạch văn trong tiếng Nhật nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Mình có thể nói là nani ka atta no ka wakaru you ni natta yo. Gì nhỉ, đôi khi chỉ cần một tiếng thở dài của em thôi là anh cũng biết được là em đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Trong tình yêu cũng không ai muốn phải xa nhau cả. Rồi, trong tình yêu không ai muốn phải xa nhau cả. Thế thì mình mở dịch là koi dewa desne hanaretaku nai hito wa inai de shou cũng được. Nhưng mà mình có thể nói một cách tự nhiên hơn sẽ là gì nhỉ? Suki na hito to hanaretai hito wa inai to omou. Anh nghĩ là chẳng có ai muốn gì nhỉ? Muốn cách xa người mà mình yêu đâu. Vì cuộc sống, vì tương lai của cả hai mà chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Rồi, đến chỗ này mình sẽ chuyển cái mạch văn một chút đúng không? Thì trong cái câu gốc nó không có từ tuy nhiên, nhưng mà sang tiếng Nhật thì mình sẽ thêm cái từ là demo để cho cái mạch văn nó gì nhỉ? Nó logic với nhau đúng không? Mặc dù thế nào đó thế nhưng mà demo boku tachi wa ne, chúng ta kore kara no jinsei no tame, vì cuộc sống của mình sau này hay là gì nhỉ? Shōgai no tame, vì tương lai. Hanarete itemo futari ne isshō ni ganbatte iru ne. Vì tương lai, vì cuộc sống sau này của hai đứa mà dù có xa cách chúng ta vẫn luôn đang cố gắng nhỉ. Đó nha. Khi yêu xa cần sự thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn bất kỳ điều gì. Khi yêu xa đúng không? Thì cần sự thấu hiểu này, cần sự cảm thông hơn bất kỳ điều gì. Thế thì sang tiếng Nhật mình sẽ dịch là en kyōri den nai de wa. Chị nào, en kyōri den nai de wa nani yori mo rikai to kyōkan ga hitsuyō da to omou. Cái cụm từ là thấu hiểu và cảm thông thì các bạn có thể dùng từ là rikai to kyōkan nhá. Kyōkan kyōkan là mình cảm thông cho nhau, còn rikai là mình hiểu cho đối phương. Hãy giảm thiểu cái tôi của mình xuống, nghĩ cho người mình yêu và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau. Rồi, với cái câu này cái tôi đúng không? Cái tôi, khi mà nói về cái tôi cá nhân chúng ta có thể dùng từ là pride nhé. Nhưng mà trong tiếng Nhật lại không có cái cụm từ là giảm cái tôi của mình xuống, là kiểu như là pride sage được là người ta không muốn nói. Mình giảm cái tôi, tức là mình kiểu dịch đúng kiểu word by word đúng không? Mà người ta sẽ thường hay nói là pride sage được là vứt bỏ cái tôi. Thế nhưng mà mình thấy là nếu mà trong cái mạch văn này hay trong bất kỳ một mối quan hệ yêu đương chẳng hạn mà chúng ta sẵn sàng vứt bỏ đi cái tôi thì nghe nó kiểu hơi bị ô gây xa quá đúng không? Hơi bị nói quá một chút. Thế nên là trong cái câu này mình đã phân vân khá là nhiều khi mà chọn từ ấy. Thì cuối cùng mình chọn một cái từ là từ ayumi yoru nhá. Ayumi yoru, khi mà các bạn tra từ Việt thì nó sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Tiến sát lại gần nhau. Nhưng mà với cái nghĩa bóng của nó thì nó sẽ có một cái nghĩa là gì nhỉ? Trong một cái mối quan hệ khi mà cãi nhau hay khi mà thảo luận ý kiến nào đó thì để mà cả hai có thể gì nhỉ, có thể thống nhất ý kiến lại với nhau, hiểu nhau hơn thì mỗi bên sẽ nhượng bộ, sẽ nhường nhịn lại một xíu. Thì cái cụm từ là ayumi yoru này nó sẽ có nghĩa là gì nhỉ, hạ bớt cái tôi của mình xuống một chút, tức là nó có cái sắc thái như thế. Thế nên là mình thấy là dùng trong cái văn cảnh này nó khá là hay. Thế nên là chúng ta sẽ có thể dịch cái câu này một cách ngắn gọn thành là otagai ni ayumi yotte, và trở thành chỗ dựa cho nhau. Cái chỗ này mình cũng sẽ chuyển từ dạng danh từ sang dùng thành dạng động từ mọi người nhá. Cái từ chỗ dựa sẽ là gì nhỉ? Sasaeyou nhé, là mình để có thể nương tựa với nhau á. Thì sẽ là otagai ni sasaeyatte. Khi vượt qua rồi, cả hai sẽ trở lại và ở bên cạnh nhau. Khi vượt qua rồi thì cả hai sẽ trở lại và bên cạnh nhau đúng không? Kore o nori koetara. Cái câu này thì quá là quen thuộc trong những cái kiểu dạng tâm sự này đúng không? Vượt qua cái gì đó. Kore o nori koetara mata isshō ni natte. Thì chỗ này mình dịch ngắn gọn là gì nhỉ? Chúng ta sẽ lại cùng với nhau nhá. Mata isshō ni natte. Tiếp tục câu sau này. Lúc đó sẽ bù đắp cho nhau những điều mà khi ở xa chưa thực hiện được. Những điều mà chưa thể là thực hiện được khi mà ở xa sẽ là gì nhỉ? Hanarete iru aida ni dekinakatta koto o zenbu yarou. Chứ nào đó, khi mà vượt qua cái này rồi thì mình sẽ ở lại cùng với nhau và cùng nhau làm hết gì ạ, tất cả những cái điều mà chúng ta vẫn chưa thực hiện được khi ở xa nhau. Và câu cuối cùng này, cố lên nhá, hạnh phúc lớn thường đến theo một cách đặc biệt. Cố lên nhé đúng không? Hạnh phúc thường đến theo một cách đặc biệt. Thực ra câu này ạ,
khi mà các bạn nghe tiếng Việt các bạn có hiểu không? Thực ra khi mà nghe tiếng Việt mình cũng cảm thấy cái câu này nó hơi tối nghĩa mọi người. Hạnh phúc thường đến, hạnh phúc lớn nó sẽ thường đến theo một cách đặc biệt. Một cách đặc biệt đấy là cách đặc biệt gì? Tôi cứ biết chừng nào, yarikata. Nhưng mà kiểu như là nếu mà chuyển sang tiếng Nhật thì nó sẽ hơi kiểu bị tối nghĩa mọi người. Thì lý do mình thấy là bởi vì ngay từ tiếng Việt nó đã cũng hơi bị tối nghĩa rồi á. Thế nên là chỗ này mình sẽ hiểu rằng là ý của cái người lời tâm sự này là gì nhỉ? Hạnh phúc, ví dụ hạnh phúc trong những cái cuộc yêu xa như này thì nó sẽ đến bằng cái cách là chúng ta đã trải qua những cái khó khăn khổ cực nỗi đau trong cái quá trình mà yêu xa đấy. Thế thì khi mà lý giải theo cái kiểu nghĩa như vậy thì mình có thể dịch sang bên tiếng Nhật sẽ là 今 苦労している分, những cái gì mà chúng ta đã gì nhỉ? Đã gọi là khổ cực của hiện tại đúng không? 今苦労している分将来は幸せになれるよ, tương lai thì nó sẽ trở thành hạnh phúc đấy. 頑張ろう, câu cuối cùng đúng không? Cố lên nhá. Đó, bài dành cho các bạn yêu xa nhưng mà vẫn không cần tiếng Nhật nha. Ok, cảm ơn các